Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm Sự. Quý vị và các bạn thân mến, phố Tây Ba Lô là khu vực thuộc quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, giới hạn bởi 4 con đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đề Thám, nơi mà cả khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người phương Tây, kể cả là châu Phi, phần lớn túi tiền có hạn, thường tìm đến để cư trú, ăn uống, thuê xe đạp, thuê xe gắn máy, đổi tiền hoặc là mua tour đi đây đi đó. Thế nhưng mà tại thời điểm năm 2014 lại là mảnh đất gái Tây bán dâm để kiếm sống. Lạ kỳ thay là công việc đó lại được những cô nàng tóc vàng mắt xanh dùng để lấy tiền đi du lịch nay đây mai đó, chứ không phải là kiếm cơm miếng sống qua ngày. Và những đáng buồn thay là chính điều này đã khiến cho nạn mại dâm trở thành một vấn nạn nhức nhối của năm 2014. Phản ánh gái Tây bán dâm ở Sài Thành kiếm ăn thời vụ cũng là vấn đề mà Hồng Nhung muốn chia sẻ với bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sư huynh đã bao giờ nghe nói đến cái vụ gái Tây ở Sài Gòn bán dâm chưa? Hùng Thổ Địa phố Tây Ba Lô hỏi khi tôi cùng cậu ta ngồi uống cà phê tại một quán cóc vỉa hè gần nhà. Tôi lắc đầu. Có nghe loáng thoáng nhưng chẳng biết thật hay không. Hùng cười. Thật 100%, nếu huynh muốn thực tế thì cứ chuẩn bị một vé $100 cùng ít tiền mời em uống mấy chai bia, thêm vài trăm thuê phòng khách sạn. Hùng làm nghề xe ôm, địa bàn hoạt động của cậu ta quanh quẩn ở khu vực này. Với cái vốn tiếng Anh ba dọi, ấy thế mà cậu ta vẫn ngang nhiên đưa Tây đi địa đạo Củ Chi, đi khu di tích Láng Le Bầu Cò, còn thuyết minh cho khách hiểu nữa. Nghe kể mấy đứa bé ăn xin ở khu Tây Ba Lô được Hùng dạy một câu tiếng Anh giả cầy. I know Baba, no Mama, give me $1. I know Papa, no Mama, give me $1. Nghĩa là tôi không có ba, không có má, cho tôi xin $1. Nghe xong khách Tây cười sặc sụa nhưng vẫn móc túi cho 20.000 đồng. Thế tôi có vẻ ngần ngừ, Hùng giơ cả bàn tay lên như xin thề. Em nói thiệt chứ không xạo đâu, mặc dù đi khách nhưng đây không phải là gái chuyên nghiệp. Họ chỉ kiếm thêm tiền chi phí thôi. Hễ đủ tiền đi Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ hay Phú Quốc là họ không làm nữa. Lúc đó dù huynh có trả 5 vé họ cũng lắc đầu. Ngẫm nghĩ một lát tôi nói, ok, nhưng mà như thế này, sau khi cậu giới thiệu tôi tiếp xúc với cô gái Tây đó thì cậu tìm một chỗ khác ngồi, nhưng phải để tôi nhìn thấy cậu. Hễ thấy tôi đưa tay lên gãi đầu thì cậu điện thoại cho tôi, còn tôi thì nói gì mặc tôi nhé. 2 hôm sau, 19 giờ tối, tôi đến điểm hẹn gặp Hùng. Nhưng đến lúc ấy mới biết Hùng chẳng quen gì cô gái ngoại quốc kia cả, mà do tối nào cô ta cũng ngồi một mình bắt khách ở quán tê trên đường Bùi Viện. Hùng nói, sư huynh cứ tới xin ngồi chung bàn rồi đặt vấn đề thôi. Tôi hơi thất vọng. Nhưng làm sao mình biết, lỡ chẳng may gặp đứa đang ngồi đợi bạn thì bẽ mặt. Hùng quả quyết, huynh yên tâm, lát đi ngang nếu mà thấy đúng thì em chỉ cho. Vậy là tôi chạy xe theo Hùng từ Phạm Ngũ Lão vòng qua Nguyễn Thái Học rồi rẽ xuống Bùi Viện. Mới hơn 19 giờ mà các hàng quán ở đây đã có khá nhiều người ngồi, phần lớn là Tây, trẻ nhiều hơn già, trai gái lẫn lộn. Hầu hết đều uống bia Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh, bia 333 mà uống ngay trong chai chứ không rót ra ly. Thỉnh thoảng cũng có người uống bằng ly nhưng không bỏ đá, hẳn là họ sợ đá bẩn. Chạy vòng vòng hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy cô gái Tây bán dâm đâu. Tôi đã bắt đầu thấy nản, chỉ muốn quay về. Lúc từ Đỗ Quang Đẩu rẽ qua Phạm Ngũ Lão, tôi nói với Hùng, thôi đi thêm lần nữa, nếu mà không gặp thì chia tay hẹn khi khác. Nhưng vừa đến đường Bùi Viện, chạy chừng 500 mét thì Hùng vượt lên qua mặt tôi. Đó, nó mặc áo thun xanh đen, ngồi ở chiếc bàn sát vỉa hè bên tay trái đấy. Theo hướng Hùng chỉ, tôi thấy một cô gái tóc nâu vàng, dáng mảnh khảnh, ngồi với một chai bia Sài Gòn đỏ và gói thuốc lá màu trắng. Chậm chậm tấp vào, tôi hỏi cô phục vụ, gửi xe ở đâu em? Cô phục vụ nhìn tôi. Anh uống bia hả? Xe cứ để đó, sẽ có người dẫn vô bãi rồi đưa thẻ cho anh. Tiến đến chiếc bàn nơi cô gái Tây đang ngồi, tôi hỏi, sorry, is this she's taken? Xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Cô ta lắc đầu. No. Rồi cô ta cười. Tôi hỏi tiếp, vậy tôi có thể ngồi được không? Cô gật. Dĩ nhiên, sao lại không? Kéo chiếc ghế nhựa, Tôi ngồi đối diện với cô gái Tây rồi gọi chai Sài Gòn đỏ ướp lạnh. Lúc đem chai bia ra, cô phục vụ nhìn tôi bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Khi đưa chai bia cho tôi, cô nói: "Bữa nay uống ủng hộ quán em nhiều nhiều một chút nghe anh." Đến lúc này, tôi mới quan sát kỹ cô gái Tây mà Hùng khẳng định rằng nó bán dâm để kiếm thêm tiền đi du lịch. Chỉ khoảng 22 hay 23 tuổi, mặt thon, dài, mũi cao, đôi mắt tròn hơi lộ ra. Cô mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đen, còn bằng vải cốt tông màu vàng ngà, ngắn trên mắt cá chân, nhăn nhúm như thể đã lâu không ủi. Cổ tay bên trái của cô đeo chiếc vòng gồm có những hạt nhựa màu nâu, loại vòng rẻ tiền bán đầy trong những tiệm tạp hóa. Còn cổ tay bên phải thì cũng là một chiếc vòng làm bằng lưới ni lông, nhìn giống như cái bông mà người ta thường dùng để kỳ cọ khi tắm. Tôi tự giới thiệu tên rồi đưa chai bia lên cụm cái cốc. Cô nói: "Tôi là Maddy, cách gọi tắt của Matilin. Tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?" Tôi lắc đầu: "Chưa, nhưng tôi biết cô qua một người bạn của tôi." "Bạn anh là ai?" Tôi bịa ra một cái tên. "Mình." Cô gái Tây nhíu mắt suy nghĩ, khiến những nếp nhăn trên trán nổi rõ. "Minh là ai nhỉ? Mà thôi, tôi rất vui khi gặp anh." Những chai bia càng lúc càng tăng lên và cuộc trò chuyện giữa tôi với Maddy cũng càng lúc càng sôi nổi. Bước sang chai thứ 9, tôi bắt đầu cảm thấy tê tê, trong lúc Maddy càng uống càng sung. Chưa biết phải chuyển làn như thế nào để hướng Maddy vào mục đích chính thì bên kia đường một chiếc ô tô con màu trắng chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đi cạnh chiếc ô tô là chiếc xe gắn máy mà thoạt nhìn tôi đoán đó là xe ôm, bởi chiếc nón bảo hiểm sơ cua treo lủng lẳng phía trong tấm bảng chắn gió và cách ăn mặc của người lái khá lèng xèng. Băng qua đường rồi dừng lại trước mặt Maddy, anh chạy xe ôm vừa đưa tay ngoắc vừa dùng ngón tay cái chỉ vào chiếc ô tô. Quay sang tôi, Maddy nói: "Excuse me, wait a few minutes please." Xin lỗi, đợi tôi một chút. Tôi gật đầu trong lúc Maddy đứng dậy, bước sang chiếc ô tô. Tấm kính cửa xe quay xuống nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông Việt khoảng 50 tuổi. Maddy chồm đầu qua cửa nói cái gì đó với người đàn ông kia, rồi ông ta nói lại, đồng thời nhìn thẳng về phía tôi. Tôi đoán có lẽ ông ta đang đặt vấn đề với Maddy, còn anh xe ôm là người dẫn mối. Khoảng 2 phút sau đó, chiếc xe rồ máy chạy thẳng. Anh chàng xe ôm đứng tần ngần một lát rồi cũng bỏ đi. Nét mặt của anh ta lộ vẻ thất vọng, có lẽ là do hụt mất món tiền cò. Trở lại chỗ ngồi, Maddy không hề đề cập đến chuyện vừa xảy ra. Còn tôi cũng lờ đi như không biết. Nâng chai bia lên, tôi quyết định đi vào chủ đề chính. "Xong cái này rồi, cô còn muốn làm gì nữa không?" Maddy nhún vai. "Tùy anh. Hồi nãy tôi đã từ chối ông khách kia vì tôi đã ngồi với anh. Vậy thì uống hết chai này, tôi và cô vào khách sạn." "Nhưng cô có mang theo passport không?" Vỗ tay vào túi quần, Maddy nói: "Có chứ." Gọi là uống hết chai này, nhưng khi bia vừa hết, Maddy đã kêu người phục vụ mang thêm 2 chai nữa. Cô nói: "Đi với tôi, anh phải chấp nhận 2 nguyên tắc. Một là phải dùng condom, bao cao su. 2 là tôi chỉ đi trong 1 giờ, giá $100. Tôi hỏi: "Nhưng nếu tôi muốn ở với cô cả đêm thì sao?" Maddy lắc đầu: "Không, tôi không overnight vì sẽ gặp rắc rối với cảnh sát. Còn nếu anh muốn 2 giờ thì $200 và chỉ 2 giờ thôi chứ không hơn." Chai bia thứ 11 đã cạn dần, tôi ngoắc tay ra dấu tính tiền, đồng thời đưa tay lên gãi đầu. Khi cô phục vụ cầm tờ phiếu ra, Maddy hỏi: "How much?" Rồi cô quay sang tôi: "Chia đôi." Tôi lắc đầu: "Không, hôm nay tôi mời cô." Thấy Maddy vẫn cứ cho tay vào túi, tôi nói với người phục vụ: "Đừng lấy của cô ta đồng nào nhé." Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Móc ra tôi nghe giọng Hùng: "Rút hả sư huynh?" Sợ Maddy có thể hiểu tiếng Việt, nhưng cô làm bộ như không biết. Tôi nói lớn: "À vậy hả? 30 phút nữa anh về ngay, đợi anh nhé." Quay sang Maddy, tôi làm ra vẻ thất vọng: "Xin lỗi, tôi vừa nhận được cuộc gọi ở nhà, kêu tôi về vì có chuyện gấp, nên tôi không thể tiếp tục được." Mặt Maddy thoáng cau lại rồi cô nhún vai: "Không sao, ai mà chẳng có lần rơi vào hoàn cảnh này. Anh cứ về, tôi sẽ gọi bạn tôi ra ngồi thêm một lát nữa." 20 giờ hôm sau tôi quay lại quán bia Tê, nhưng không thấy Maddy đâu cả. Hỏi người phục vụ, cô ta cho biết có người chạy xe hơi đến đón đi chừng nửa tiếng rồi. Nếu muốn gặp thì anh cứ ngồi chờ, bởi vì ít khi nào cô ta đi quá 2 tiếng. Tôi hỏi: "Sao em rảnh vậy?" Cô phục vụ cười: thì làm ở đây lâu ngày là biết hết. Tôi hỏi tiếp rằng những người hành nghề như Mehdi nhiều không? Cô phục vụ đáp, thỉnh thoảng mới có. Bữa trước có một nhóm ba cô, tối nào cũng đắt hàng. Có cô một đêm đi ba show, nhưng họ về nước rồi. Tôi đoán người đón Mehdi có lẽ là người đàn ông tối qua. Và mặc dù chỉ là mại dâm thời vụ, nhưng ai chắc. Mai đây, khi nhận ra tiềm năng nơi những quý ông Việt thừa tiền ham của lạ, mại dâm Tây sẽ ào ạt đổ vào Pattaya, Chiang Mai, Thái Lan là một điển hình. Tại hai nơi này, gái Pháp, gái Ý, Tây Ban Nha, Nga, Serbia, Anh, Mỹ, nhiều vô thiên lủng. Trong đó không ít cô khởi đầu nghiệp mại dâm cũng từ việc kiếm thêm chút tiền đi du lịch. Gần 22 giờ, chiếc ô tô màu trắng dừng lại bên lề đường, gần khách sạn Mehdi đang ở. Cửa xe mở ra, Mehdi bước xuống. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun vàng và quần đen. Cũng vẫn là loại quần mà mấy bà già trầu Nam Bộ hay nói là chó táp 7 ngày không tới gấu. Chẳng biết là cô có thấy tôi đang ngồi cạnh một mình ở bên chai bia không? Nhưng cô dừng lại, nhìn xuống quán tê, giây lát cô quay người đi vào. Gọi người phục vụ tính tiền, tôi nhớ đến câu nói của một cộng tác viên của mình. Hiện sống ở Shanta Ana, bang California, Mỹ. Gái Tây vốn thực dụng. Hôm trước nó rất cuồng nhiệt với mày, nhưng hôm sau gặp lại, mặt nó có thể sẽ lạnh như tiền. Khi xe ôm được gạ ôm. Nói đến nghề xe ôm, ai cũng nghĩ cái nghề vất vả và chỉ có mồ hôi với những nỗi buồn ế khách khi các phương tiện giao thông ngày càng nhiều. Nhưng gặp dân xe ôm luôn phục vụ khách du lịch Tây mới biết cái nghề vất vả này cũng có nhiều thú vị. Tình cờ, trong một lần ra thành phố Đà Nẵng, ngồi ăn cơm quán vỉa hè, tôi được nghe câu chuyện của hai anh xe ôm dỉ tai với nhau. Chuyến này mà đi, chắc là được xơi con bé người anh này, tao nhìn là biết. Nghe xong, tôi hiểu ngay ra cái nghĩa bóng của từ xơi này. Nhưng để có đủ tư liệu kể cho bạn đọc nghe trong bài viết này, tôi quyết tâm tận mục sở thị. Khi thấy người lạ tự nhiên hỏi chuyện tế nhị ấy, anh NGH, sinh năm 1979, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, và anh MQS, sinh năm 1972, ngụ thành phố Đà Nẵng, qua một hồi tỏ ra dè chừng, đã rất cởi mở khi tôi giới thiệu là phóng viên, muốn được tìm hiểu chia sẻ. Nhưng trước khi kể chuyện, anh Hát dặn, tôi kể cho nghe thì được, nhưng không được chụp hình tôi à nhà. Vợ tôi mà biết được, bà nổi máu hoạn thư lên, thì tôi không mần ăn chi được mồ. Khi đã thân tình, anh Hát cho biết, anh làm nghề xe ôm đã hơn 10 năm nay, bây giờ nó như cái nghiệp vận vào thân. Cũng chỉ vì ngày xưa lấy vợ, thấy làm công nhân, lương 3 cọc bạc đồng, lúc vợ sinh con không ai ở nhà chăm sóc, nên anh Hát vay mượn bạn bè, mua cái xe máy Trung Quốc đi chở khách. Khi nghề xe ôm không còn thời vàng kim vì sự tiện lợi của nhiều loại hình giao thông, anh và đồng nghiệp tìm ra phương thức mới. Nhận thấy khách du lịch Tây ngày càng có nhu cầu du lịch theo kiểu thuê xe ôm dài hạn, nên nhóm xe ôm của anh Hát nhanh chóng phân chia nhau để có khách đều đặn. Thường thì khách Tây đi du lịch hay đi theo nhóm hoặc từng cặp. Yêu cầu của họ là xe ôm phải khỏe, thân tình và biết một chút tiếng Anh trong giao tiếp, sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, thời gian không gò bó. Khách sẽ bao tiền cơm, xăng và chỗ ngủ. Mỗi ngày, tiền công khoảng 200 đến 300 ngàn đồng, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên. Anh S cho biết, lần đầu tôi thấy rất chi là mệt. Dù được bao ăn ở hết, nhưng đi đường xa, mà thỉnh thoảng phải đi cả tháng nên cũng nản lắm. Nhưng bây giờ đi giết rồi thấy vui, nhất là được đi cùng các nhóm cô gái, nhiều thứ lạ lắm. Cái từ mà anh S dùng, lạ lắm, ở đây là cách sống phóng khoáng của gái Tây. Anh S kể, có lần tôi và nhóm bạn đã rất hân hạnh được nhận một hợp đồng chở gồm 6 cô gái đi từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi ngược lên tận Đà Lạt. Chuyến đi kéo dài nửa tháng ấy đã cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Hôm đấy, tôi chở một cô gái người Pháp, khoảng chừng 23 tuổi gì đó. Tôi đâu biết nói tiếng Anh nhiều nên chỉ nói xã giao, nhưng suốt đường đi, cô ấy cứ muốn tìm cách nói chuyện mà tôi thì chẳng thể trả lời được. Đêm đến, thường đội xe ôm của chúng tôi sẽ nằm chung với nhau, các cô nằm riêng. Nhưng đêm đó, cô gái đi cùng tôi đã thuê một phòng riêng và rủ tôi ngủ cùng. Lúc đầu, tôi cũng ngại, nhưng mấy anh em cười bảo, sợ gì, người ta cho thì mình xơi thôi. Rồi thế là... Và những chuyện cười ra nước mắt. Sau đó, mấy người trong đoàn cũng được cái diễm phúc như anh Hát, và các cô gái ấy thì chẳng có chút ngại ngần. Nhưng anh Hát cũng nói rằng gái Tây rất rành mạch, ngủ là ngủ, chứ chẳng lẫn lộn được. Theo họ, đó là nhu cầu, thích thì ngủ với nhau một đêm, không hợp, mai họ đá đít và về đúng vị trí xe ôm. Còn nếu sau đêm đầu tiên mà họ cảm thấy hợp cạ, thì suốt cuộc hành trình đó sẽ ăn ngủ cùng nhau, vui vẻ. Nhưng sau cuộc du ngoạn đấy, rồi cô gái Tây ấy chẳng để lại một số điện thoại hay bất kỳ dấu tích nào của mình. Có lẽ với họ, chuyện tình một đêm với gã tài xế xe ôm nào đó cũng là một phần nên khám phá trong hành trình du lịch của mình. Cũng nhờ những cuộc tình này mà anh Hát rút ra được bài học xương máu. Sau hôm đầu tiên ngủ chung với cô ấy, tôi nghĩ thế là cô đã mê mình. Bình thường, cả nhóm sẽ ăn cơm bụi. Sáng hôm ấy tôi rủ mấy người vào nhà hàng. Nhưng khi thanh toán thì các cô ấy chỉ về phía tôi vì tôi mời. Tôi khóc dở cười dở nhưng vẫn ráng móc ví ra trả vì đúng là tôi rủ mà. Hóa ra, các bà đầm Tây không dại trai như mình nghĩ. Nói rồi, hai anh xe ôm của Đào Thành cùng phá lên cười. Rồi anh Hát tặc lưỡi nói tiếp. Hôm đó, tôi cũng mất một khoản khá khá để trả cho cái vụ nhầm tưởng được gái Tây mê của mình. Nhưng tiếp xúc với họ nhiều, cũng hiểu được phần nào cách sống, cư xử của họ. Họ khác mình nhiều lắm. Chỉ thấy bị tổn thương. Anh S cho biết thêm, cũng có nhiều ông xe ôm được ngủ một đêm, rồi thì đêm thứ hai cứ đương nhiên mò vào phòng cô gái ấy ngủ, nhưng bị các cô ấy la toáng lên và báo với lễ tân là quấy rối tình dục. Cũng có những trường hợp các cô gái tống cổ người tình một đêm của mình ra khỏi phòng khi vừa mới hợp tác vì chưa đến chợ đã hết tiền, làm các nàng hết hứng thú. Những lúc đó, các chàng trai may mắn mới thấy không phải sự may mắn nào cũng mang đến hạnh phúc. Anh Hát buồn bã nói, thực ra, việc các cô gái Tây này chỉ vì buồn, dù mình ngủ để thỏa mãn chút đỉnh thôi. Nhưng sau cái đêm ấy, mình chỉ thấy bị tổn thương hơn. Dù sao các cô ấy vẫn xem mình chỉ là một lái xe ôm. Chuyện xe ôm được ngủ với gái Tây đáng lẽ chỉ là câu chuyện của các lái xe ôm truyền tai nhau cho đời lên tiền. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Anh S cay đắng thú nhận, tôi cũng được xơi vài ba cô, nhưng thực ra đa số họ ngủ với mình khi họ buồn, coi tình dục là giải trí. Anh Hát kể, người bạn trong đội xe ôm của anh đã hứng thú lên lấy điện thoại quay phim mát mẻ với cô gái người Bồ Đào Nha. Quay xong, về cho bạn bè xem. Ai ngờ mấy tháng sau, vô tình vợ cầm vào điện thoại, phát hiện ra nên đã nổi trận lôi đình, cấm tiệt không cho chở khách du lịch là phụ nữ, cứ phải có ông Tây đi với bà đầm mới cho đi. Trong giới xe ôm Đà Thành, kinh nghiệm xương máu mà các anh học được sau khi có tình một đêm với gái Tây là trong mắt các cô gái ấy, mình chỉ là một công cụ để giải quyết nhu cầu của họ. Có điều nói thì nói vậy, nhưng chẳng anh nào chịu lắc đầu từ chối khi có một cô gái mời gọi ngủ cùng mà không đòi hỏi một sự ràng buộc nào. Nếu cánh xe ôm được hưởng sái tình một đêm với gái Tây, thì mặt khác, với lý do giải quyết nhu cầu tâm sinh lý cho bản thân, nhiều nam sinh đã tìm đến gái nước ngoài để có cảm giác mới lạ, coi đó như món ăn sang chảnh. Năm 2013, Sài Gòn vẫn sầm uất, ồn ào vào ban đêm ở những tuyến phố đèn đỏ. Phố Bùi Viện nổi tiếng với những cô gái làng chơi lả lơi, uốn éo trong lòng các ông khách Tây trong tiếng nhạc sập sình quán bar. Nhiều nam sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến phố Bùi Viện, quận 1 hoặc một số công viên nơi có nhiều du khách nước ngoài ở với mong muốn tìm được một cô gái nước ngoài, với mong muốn được thưởng thức của lạ. NTT, sinh viên năm thứ tư Đại học Sài Gòn, kể lại chuyện mình và bạn mình mong muốn được qua đêm với gái Tây. Mong muốn được ngủ với gái Tây một lần thì đứa nào cũng muốn. Lúc đầu mình cũng không biết, nhưng nghe mấy thằng bạn rủ rê thì mới biết có chuyện đó. Theo các nam sinh thì ngủ với gái Tây không hề dễ, bởi gái Tây chủ yếu đi du lịch theo cặp nên ít khi họ tìm đến bạn tình. Nhưng ngủ với gái Nhật thì không khó lắm, bởi theo họ đánh giá thì gái Nhật thường có nhu cầu cao trong chuyện đó. NTT sau nhiều lần đi tìm cảm giác mới cũng đã dày dạn kinh nghiệm. Cậu chia sẻ, gái Tây thường chê con trai Việt Nam và dường như các nam sinh chưa thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Cũng thêm lý do đó mà nhiều nam sinh viên đến giờ vẫn chưa được ngủ với gái Tây đến một lần. Điều đó vẫn đang là mong ước của nhiều nam sinh viên. Tuy nhiên, để tìm gặp được gái Tây cần có nhu cầu không phải đơn giản, mà tùy vào sự may mắn của từng người, từng thời điểm. Mình đi mấy đêm nay vẫn chưa có gặp may mắn, thỉnh thoảng mới gặp được cô, một nam sinh cho hay. Không phải ai cũng có thể chinh phục được những cô gái nước ngoài để nhanh chóng có được tình một đêm. Các nam sinh dân chơi phải có tài thuyết phục và nắm được quy tắc nhất định khi đề nghị. Mỗi cô gái nước ngoài sẽ có cách đồng ý và phát tín hiệu cho đối phương khác nhau. Tình một đêm với gái Tây của nam sinh Sài Gòn giống như câu chuyện tuyệt đối bí mật của cả hai, bởi sau những trải nghiệm về chuyện giường chiếu, cả hai vẫn là những người không quen biết. Người trong cuộc tuyệt đối sẽ không trao đổi những thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại. Bất chấp nhiều rủi ro tiềm ẩn từ sở thích bệnh hoạn này, nhiều nam sinh chịu chơi vẫn tiếp tục tìm đến phố Bùi Viện, còn phố Tây không bao giờ ngủ giữa lòng Sài Gòn để mong gặp các cô gái nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự.